Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong cái phần nghiệp này chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm về nghiệp. Và cái phần thứ hai là chúng ta đang phân loại nghiệp. Phân loại nghiệp là một cái cách mà chúng ta nhìn nghiệp dưới nhiều cái khía cạnh khác nhau để chúng ta có thể soi rõ cái sự xuất hiện cũng như là sự vận hành của nghiệp. Thì trong cái phần mà phân loại nghiệp này đây đó, thì cái thứ nhất là chúng ta phân loại nó theo cái đạo đức tâm linh, là một cách tổng quát. Tức là nghiệp nó sẽ có một cái con đường tiến hóa, thì nó gọi là những cái nghiệp thuộc về thiền. Và cái con đường mà nó đưa đến sự thoái đọa thì nó là những nghiệp bất thiện. Và cái cách gọi này nó chính xác như vậy là bởi vì đó, khi mà thân hoại mạng chung đó, thì những cái pháp thiện đó, nó đưa chúng ta tái sanh lên những cái cảnh giới mà nó, cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng. Và cái đời sống ở cái nơi đó, đó thì nó gần với những cái phước báu mà chúng ta có được. Có nghĩa là nơi đó cái phước báu chúng ta được trổ sanh, có thể không hưởng trọn được tất cả những cái phước đó, nhưng mà nơi đó phước báo chúng ta trổ sanh, cái đau khổ chúng ta sẽ giảm đi. Còn cái phần phước mà chúng ta được hưởng, cái sự nhàn lạc thì nó nhiều hơn, để đi theo cái con đường thiện. Và cái sự thoái đọa này nó cũng đi theo con đường bất thiện. Đó là một cái nhìn tổng quan. Cái thứ hai nữa, mà khi chúng ta phân loại theo cách thứ hai, mà chúng ta phân loại nơi quả tái sanh. Tức là khi chúng ta tạo tác nghiệp này đó, là chúng ta tạo tác bằng ý, bằng khẩu và bằng thân. Nhưng mà gốc nó nằm ở đây. Gốc nó nằm ở ý, tức là gốc nó nằm ở tâm. Và nó hiển lộ qua khẩu, nó hiển lộ qua thân. Thân đây là cái ứng xử, là những cái hành động, những cái hành vi mà chúng ta tạo tác do cái suy nghĩ mình, do cái tâm mình, do cái tâm thiện hoặc là cái tâm bất thiện của mình, nó tạo tác ra. Và nó hiển lộ qua cái lời nói, và nó hiển lộ qua cái hành động, cái cách mà chúng ta ứng xử trong cái đời sống, thì nó đi bằng cái con đường đó. Thì khi mà nó tạo tác bằng ý thì nó trổ quả liền. Cái đó bằng tâm là nó trổ quả liền, bằng lời nói nó trổ quả liền, bằng thân nó trổ quả liền. Trổ ở đâu? Trổ trong tâm trước. Trổ trong tâm trước. Rồi nó nằm đó như một cái kho vậy đó. Để nó chờ cái gì? Nó chờ khi chúng ta xuất hiện bất cứ nơi đâu thì nó câu thông với bên ngoài. Và nó hiển lộ ra thành cái hoàn cảnh của mình, thành những cái mà mình phải tiếp nhận. Dùng cái chữ là phải tiếp nhận, bởi vì không muốn tiếp nhận cũng không được, mà không muốn tiếp nhận cũng là một cái hành vi tạo nghiệp, bởi vì nó là một cái phản ứng có tính chất tiêu cực. Và như vậy đó, thì một lần nữa để nhắc lại rằng chúng ta tái sanh bất cứ ở đâu. Ví dụ như hiện tại chúng ta có mặt ở trên thế gian này như tư cách là một con người, thì cái con người này là người nam hay người nữ, và chúng ta sinh ra trong cái gia đình nào, trong cái hoàn cảnh xã hội nào, và tất cả những gì chúng ta nhận được tốt đẹp cũng như không tốt đẹp, đó là chúng ta đang nhận lại cái quả của mình khi mình tái sanh. Cái phần mà chúng ta nói rằng là cái nghiệp nó được phân loại theo cái nơi mà cho quả tái sanh, thì chúng ta có hai cái cách để chúng ta trình bày. Mặc dù hai cách này nó cũng chỉ là một thôi, nhưng nó là hai cái cách nói, hai cái cách tiếp cận, hai cái cách mà chúng ta phân tích cái vấn đề ra, để chúng ta càng lúc chúng ta càng có cái điều kiện đó, chúng ta đi sâu vào hơn cùng một nội dung là nghiệp mà thôi. Vì cái thứ nhất là chúng ta phân theo tam giới. Và tam giới này đó, trong cái ngôn ngữ đời thường mà mình hay nói đó, thì đây mình gọi nó là thế gian. Hay một chữ nôm na nữa mình gọi nó là đời. Đấy. Thì cái tam giới này đó, nó chia ra dục giới,
dục giới đây, sắc giới đây và vô sắc giới đây. Thì đây là cái con đường luân hồi của tất cả chúng ta thì có mặt trên cái thế gian này, tùy theo cái đạo đức về tâm linh của chúng ta hướng về con đường thiện hay là chúng ta đi hướng vào con đường mà nó lệch lạc, nó sai trái. Thì như vậy con đường tái sanh của chúng ta nó sẽ ở trong ba cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Chúng ta làm một cái phương pháp loại suy thì chúng ta sẽ biết là mình sẽ tái sanh về đâu. Thì thứ nhất là cho các cái bậc tu thiền vô sắc giới, thì hiện trong kiếp này chúng ta chưa tu thiền vô sắc giới, thì khi thân ngoại mạng chung chúng ta không thể nào có mặt trên cái cõi trời vô sắc giới được. Cái thứ hai nữa là tu thiền sắc giới, là thiền định, chúng ta sẽ phải chọn một trong 40 đề mục. Thì cái này đó là chúng ta chưa có đắc thiền định thì chúng ta không nói đến 16 cõi trời sắc giới mà chúng ta đến. Như vậy chúng ta đã loại ra 20 cõi trời rồi. Như vậy chỉ còn lại là cái thế giới của dục giới đây. Dục giới này đó, nếu mà hằng ngày cái tâm thiện của chúng ta hoạt động mạnh thì con đường tái sanh của chúng ta là con đường thiện. Nó sẽ tái sanh theo con đường thiện đây, hoặc là con đường thiện trí. Đây, đây là những cái phát hiện mà nó khởi sanh trong tâm của chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Thì thiện này nó chia làm hai loại: một cái loại thiện có trí và một cái loại thiện ly trí, mà chúng ta tạm gọi nó là cái pháp thiện và thiện trí. Vì vậy thiện thì có hai nhân: nhân vô tham, nhân vô sân. Và thiện trí là đủ ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, hay còn gọi là nhân trí tuệ. Một thí dụ đơn giản mà nhắc lại đó, thí dụ như chúng ta tụng kinh mà chúng ta không hiểu nghĩa của kinh thì chúng ta được cái quả của phước thiện. Khi nào chúng ta hiểu được cái nghĩa kinh thì chúng ta được cái quả của cái phước thuộc về thiện trí. Nên đây mới là trí văn thôi. Tức là đây là nhân vô tham, nhân vô sân, còn đây là nhân vô tham, vô sân và vô si. Rồi khi chúng ta ứng dụng được những cái bài kinh mà chúng ta đã thuộc rồi đó, chúng ta ứng dụng được, đạt được chút gì đó trong cái tiến hóa tâm linh của mình, thì đó là chúng ta đi vào con đường của trí tư. Và khi chúng ta hành thiền theo tứ niệm xứ, để không những rằng chúng ta đó đã ứng dụng mà chúng ta còn thấy rõ cái đường đi nước bước của cái sự vận hành trong cái suy nghĩ của mình, nó chính là cái vận hành của nghiệp. Chúng ta thấy rõ như vậy. Cái vận hành này có nghĩa là những cái giai đoạn mà chúng ta đã tạo tác. Chúng ta tạo tác xuống và chúng ta quan sát nó, chúng ta sẽ thấy sự vận hành. Không có sách vở nào ghi rõ đâu, chúng ta sẽ thấy rõ. Nó diễn ra trong tâm mình và nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó làm thành một cái thôi thúc. Mà dẫu chúng ta đây đó có kiềm chế nó, có cái gọi là chúng ta kiểm soát nó, chúng ta tự chủ nó, nhưng mà chúng ta kiểm soát khi nào chúng ta có chánh niệm, chúng ta có cái ý thức thì chúng ta mới kiểm soát được. Nhưng một khi nó đã khởi lên rồi thì nó sẽ đi đúng cái con đường của nó, là nó hiện ra bằng cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm, và sau đó nó hiện ra những lời tuyên bố dưới nhiều hình thức khác nhau, và sau đó là nó thực thi y như thế. Và chúng ta không thấy cái sự vận hành nó đi từ trong tâm, từ trong cái tiếng nói thì thầm, từ trong cái phát biểu ra dưới nhiều dạng thức khác nhau, và nó sẽ ứng xử dưới nhiều dạng thức khác nhau y như là nó đã từng vận hành trong cái suy nghĩ của mình từng bước. Thì chúng ta mới thấy cái năng lực ghê gớm của tâm. Và cái năng lực ghê gớm này nó đi hai khuynh hướng: khuynh hướng thiện và khuynh hướng bất thiện.
Và như vậy thì tâm của chúng ta đi, nếu chúng ta ở trong cõi dục giới mà chúng ta đi trong con đường tiến hóa, thì cái tâm này nó có thể đi khắp các cõi. Không những ở trong dục giới, nó có khả năng đi đến sắc giới, có khả năng đi đến vô sắc giới, và có khả năng đi đến siêu thế. Con đường lớn nó đi là như vậy. Và con đường lớn nó đi bằng những cái dẫn hành mà nó cực kỳ xích sao và chi ly ở trong tâm. Và chỉ khi nào đó chúng ta học cái cách quan sát, chúng ta lắng nghe nó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự vận hành nó, cũng như chúng ta sẽ thấy cái năng lực của nó đó, là nó thôi thúc trong tâm của mình đó, là nó mạnh mẽ đến giường này. Và hai cái này khi mà nó diễn ra trong cái nội tâm chúng ta, thì cái chiều hướng hai cái mũi tên mà nó đối nghịch nhau, có liền tức thời, thiện và bất thiện có liền. Và mình cũng thấy rõ là hai cái năng lực này nó đưa một cái chiều đối kháng như vậy đó. Và ngay trong cái giờ phút mà cái suy nghĩ chúng ta khởi lên á, cái quả nó trổ xanh, thì con đường hai chiều của nó, một chiều tiến hóa và một chiều thoái độ, nó có mặt. Nó có mặt như thế nào? Khi nào mà con đường thoái độ có mặt trong tâm á, thì chúng ta thấy lòng chúng ta nặng nề, lòng chúng ta u uất. Và nó giống như là một cái trạng thái mà nó gọi là trầm cảm xuống. Nó đưa vào trong những cái trạng thái tâm bi quan, những cái trạng thái tâm buông xuôi, giải đãi. Và từ cái thân thể chúng ta cho đến trong cái nội tâm chúng ta đó, thì nó đều có một cái trạng thái nặng nề, tâm tối phát sinh. Thì chúng ta đã thấy rõ con đường thoái đọa ngay từ khi mà ý vận hành trong tâm nó đã diễn ra. Tại mình không quan sát, tại mình không thấy. Chứ không phải là nó không rõ ra, vì chúng ta chưa tập để chúng ta có thể nhìn thấy nó rõ hơn. Và ngay cả nó thì thầm ở trong tâm chúng ta, nó không bao giờ nói một lần, mà nó sẽ nói đi, nó sẽ nói lại, nó nói tới, nó lui, cho đến khi nào nó thành một cái năng lực mà nó có thể chi phối toàn bộ những cái gì mà chúng ta hiển lộ ra bên ngoài. Nó mạnh đến như vậy, nhưng mà chúng ta không có nhìn ra nó, tại vì chúng ta thiếu quan sát. Hoặc là có một điều nữa mà sư cô cũng đã giải đáp nhiều lần rồi. Nay nhân nói đến cái sự vận hành của nghiệp, thì sư cô nói rõ thế này: tại sao khi mà những cái tình cảm, cảm xúc hoặc là những cái suy nghĩ mà nó không tốt của mình nó khởi lên á, thì nó bắt đầu nó khởi lên á, mình đã thấy biết chứ. Đầu tiên đó, cái thiện này nó cho mình sự rung động. Khi những cái pháp bất thiện trong tâm mình nó khởi lên đó, đầu tiên cái người mình nó cảm thấy bất an là cái do cái năng lực của thiện nó tạo nên cái sự bất an. Từ cái sự bất an đó mình mới suy xét, mình mới xem lấy lại thế nào. Thì đây là cái thiện trí nó bắt đầu nó soi sáng. Mình nói cái đó kỳ quá ha, cái đó không được rồi. Cái đó nó có cái gì nó sai sai đó, không được đó. Nói vậy. Cuối cùng mình nhận ra nó sai. Nhưng mà đến khi đó mình hành xử đó, thì cái phần sai này nó chiếm lĩnh hết toàn bộ, và nó dương cao lên. Lý do rất rõ chỗ là cái ma lực này quá mạnh, trong khi cái hùng lực này á, nó chỉ là những cái sợi nắng mong manh, nó chỉ chiếu qua một chút xíu rồi thôi là nó đi vào trong cái bóng tối. Và vì vậy đó, con người đó khi làm cái điều sai đó biết, nhưng rồi lại làm điều sai biết, làm điều sai biết, nhưng mà chưa có thể thoát ra được. Người ta nói có một cái gì đó nó dục dạ, nó thúc đẩy tôi phải làm như vậy. Cái đó là một cái tập khí, những cái nghiệp nó sai lạc, nó nằm trong cái tên là tham sân si đó, nó đã có mặt và nó đã xử lý cái cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu kiếp rồi. Và bây giờ đây là một cái thói quen, chúng ta thấy không, nghiệp định nghĩa bằng thói quen, nó là một cái thói quen và mình không cưỡng chế lại được.
Tại sao không cưỡng chế lại được? Chứ mình biết rồi mà. Vì trong cái nghiệp đó, khi chúng ta tạo tác đó, chúng ta nó có đi theo những cảm thọ. Và như khi những cảm thọ này nó khởi lên đó, lạ lùng thay đó, chúng ta là cái người thích thọ hưởng những cảm thọ đó. Và chính vì cái chỗ này, chính vì cái chỗ này mà chúng ta không thoát được. Chúng ta thọ hưởng nó, và nó ghi thành một cái dấu ấn khó phai. Nó làm nên á những cái nghiệp cảm của mình. Nó làm thành một cái khuynh hướng, một cái thị hiếu nơi mình, một cái khẩu vị nơi mình. Nó tạo tác, nó hình thành như vậy. Và khi mình tái sanh bất cứ một cái cõi nào đó, mình đã hiện ra như vậy rồi. Là cá tính của mình nó đã như vậy, tánh tình mình nó đã như vậy rồi mà. Chừng nào mình ý thức thật sâu xa, mình mới có thể chuyển đổi nó được. Còn nếu không, nó luôn luôn làm chủ, và mình luôn luôn là một cái kẻ nô lệ, mà thích thú để nô lệ. Cho nên chúng ta đi theo những gì nó dục dã trong tâm mình, mà mình không biết rằng cái sự dục dã đó chúng ta có thể phân nó làm pháp thiện hay pháp bất thiện, thì chúng ta không phân biệt được. Phân biệt được một lẽ, nhưng mà những cái thọ hưởng thuộc về cảm thọ chúng ta đó, chúng ta có dừng lại được hay không, thì đó là một cái lẽ thứ hai. Cho nên trong cái hành thiền về tứ niệm xứ đó, đó là cái cách chúng ta thấy. Hãy nó xuất hiện mình thấy, xuất hiện mình thấy, xuất hiện mình thấy. Và cái kỳ diệu của cái chỗ cái thấy đó, là cái năng lượng thấy biết này càng lúc mà nó càng rõ ràng ra, nó càng sáng suốt ra, thì cái gọi là cái huệ nhãn của mình khi mà mở ra mà nó soi sáng rồi đó, thì cũng giống như là chúng ta đi trong cái lớp học này đây. Nếu tắt đèn rồi đó thì chúng ta phải mò mẫm mới thấy được cái bàn cái ghế không vấp vào. Nhưng mà khi đó ánh sáng mặt trời lên hoặc đèn bật lên rồi, thì chúng ta có thể đi thông dong giữa những cái chướng ngại như thế này, chúng ta vẫn đi bình thường. Thành ra cái năng lực mà soi sáng trong tâm của mình đó, để cho mình có thể là đi giữa những cái chông gai mà chính mình đã tạo ra. Cái kinh khủng trong cái đời sống chúng ta đó là chính mình tạo tác, chứ không phải người khác tạo tác. Cái nhầm lẫn của chúng ta đó, chúng ta cho rằng cái cuộc đời của chúng ta hanh thông hay không hanh thông là nó tùy thuộc vào những cái yếu tố ở bên ngoài. Nhưng mà thật sự ra đó, nó tùy thuộc vào cái chánh điếu bên trong. Và bên trong này đó, nó mới câu thông với bên ngoài. Thấy chưa? Nó gọi là nội công ngoại kích. Nó có cả hai yếu tố, nhưng mà yếu tố bên trong là yếu tố chánh. Trong khi chúng ta nhìn không ra đó, chúng ta cho cái yếu tố bên ngoài là yếu tố chánh. Yếu tố bên trong là yếu tố chánh là tại sao vậy? Là vì khi mà chúng ta đã gieo một cái hạt giống xuống, khởi sầu đầu đó, đây là nó một cái hạt giống, thì nó bắt đầu nó mới lên cây thôi. Lên cây. Nếu mà cái hạt giống này đó, khi mà nó đã lên thành cây rồi đó, thì chính nơi đây nó là cái rễ, nó gọi là gốc rễ. Đây là mù lá, tiếng Pali là mù lá. Và khi mà nó lên đây nó đơm qua thì nó trổ quả đây đó, thì nó có những cái quả. Đây là quả. Trong quả này nó có những cái hạt giống, những cái hạt. Cái hạt có thể gieo lên cây thì chúng ta gọi nó là cái hạt giống, thì nó là hê tú. Và hê tú này chúng ta dịch nó là nhân. Như vậy chúng ta thấy nè, mình nói theo cái chuyện thường cho nó dễ hiểu đi. Có những cây đó chúng ta gieo hạt thì chúng ta có cái cây mới. Có những cây không cần gieo hạt, chúng ta bứng một cái cây khác chúng ta trồng cũng được. Có những cái không cần bứng, chỉ cần cắt một cái cành nó dâm xuống dẫn lên.
Là tại sao vậy? Là tại vì cái thân, cái cành ở đây chính là cái rễ. Bởi vì từ đó khi chúng ta cắt thì nó đơm rễ ra. Thì như vậy khi mà chúng ta bứng cây cái trồng đó, thì cái rễ này nó chính là cái hạt giống. Thì thấy không? Nó là gốc rễ mà cũng là hạt giống. Nên cái thân cành này chúng ta cắt xuống, chúng ta dâm lên, nó mọc rễ ra, thì nó cũng chính là cái hạt giống. Cho nên nhiều khi trong những cái sách Phật học đó, người ta hay nói cái vấn đề đó, mà cái rễ này nè, cái rễ này nè, nó cũng là cái nhân. Mà nhân này cũng là cái rễ. Thì không phải là tôi chơi chữ, nhưng vì mình chưa có thấy rạch rồi cho nên mình không hiểu tại sao người ta nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng nó là như vậy. Vậy nó nhiều chủng loại khác nhau. Thành ra khi mà nó tiềm ẩn ở trong cái đời sống mình á, thì những cái mà nó thuộc về cái pháp bất thiện này, nó vừa là gốc rễ mà nó vừa là cái hạt giống. Nó chứa trong đó rồi. Thành ra khi chúng ta sinh ra trong cái gia đình này, trong cái xã hội này, trong cái đất nước này, với những con người mà chúng ta đang nối kết để chúng ta sống đây đó, nó là sự nối kết những cái quả của đời ta. Nối kết là những cái quả. Mà nó câu thông. Cho nên mới nói tại sao cái mà bên trong mình là chánh mà những cái kia là phụ. Bởi vì những cái quả này nó xuất hiện rồi nó sẽ ra đi, nhưng mà những cái hạt giống tiềm ẩn, những cái gốc rễ trong tâm chúng ta đó khó mà chuyển đổi. Khó mà chuyển đổi. Và nếu chúng ta không nhận ra đó thì chúng ta luôn luôn đổ thừa cho hoàn cảnh. Chúng ta đổ thừa cho vấn đề ngoại kích ở bên ngoài nó tấn công vô, mà chúng ta không biết rằng chúng ta đây nối kết. Và nhiều lần đó là sư cô cũng vẽ cái hình ảnh này, quý vị cũng đã quen thuộc rồi, nhưng mà nó rất là dễ nhớ. Chúng ta là người ở cõi dục mà, thành ra đó tất cả chúng ta đây đó đều có một cái phần quế nhiễm. Tất cả chúng ta đều có. Khi mà chúng ta bị tấn công thì cái loạt pháo khích này nó có thể đi từ cái pháp ô nhiễm nó tấn công tới. Và cái con đường thiện này nó không đi như là một cái sự tấn công, nhưng mà nó đi như một cái sự tặng hiến. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận đó, do cái phước báo của mình mà mình tiếp nhận bằng cái quế nhiễm, hay mình tiếp nhận bằng cái phần thiện. Cho nên có những cái tặng vật người ta mang đến cho mình, nhưng mình không thể chấp nhận được. Mình làm cho nó quen ố đi, vì cái gốc nó bên trong này nó không đủ phước đi tiếp nhận mà. Cái này là cái mà khi mà sư cô nói với những cái gia đình mà có cái hoàn cảnh đó. Tại sao khi cha mẹ của mình già yếu rồi, mình hết lòng để mình chăm sóc, đấy, mình mang những cái tặng phẩm tới. Nhưng mà lạ lùng thay đó, chính cái người mẹ thương mình nhất đó, lại là nói xấu mình nhiều nhất. Đấy. Và tiếp nhận những cái tặng phẩm này đó. Hoặc là nói má, con ơi má thèm cái này lắm. Con nó tất tả nó đi mua về nó ăn, đem rồi rồi nó ta không ăn. Và không phải một lần, nhiều lần như vậy. Thì khi mà chúng ta nhận ra được cái điều này đó, chúng ta đừng nói phải quay, đừng nói đúng sai, mà phải thương cái người đó nhiều hơn. Bởi vì họ đã thiếu phước rồi. Và như vậy có nghĩa là người này sắp ra đi rồi, làm cho nó mất hết phước để mà đi vào con đường thoái đọa của mình. Thì chúng ta nên thương hay chúng ta nên giận hay chúng ta nên trách, thì đó là tùy theo cái sự hiểu biết của mình. Để mà nó khởi sanh lên
cái lòng từ lòng bi, hay là chúng ta nổi lên cái sự bực bội khó chịu đấy, vì cái ngã chúng ta bị bôi bẩn cho nên là chúng ta không chấp nhận nó. Còn khi mà cái trí tuệ chúng ta hiểu thì cái lòng từ bi chúng ta khởi lên. Hai cái đó khác nhé. Bao giờ chúng ta nhận ra rằng tất cả chỉ vì cái đám giặc ở bên trong của mình đây này, nó luôn luôn nó chờ cơ hội để mà nó nối kết bên ngoài mà nó tạo sự đau khổ. Và cái tiếp nhận này đối với một người, hai người, ba người hay cả một cái cộng đồng nó là như thế này. Cho nên quý vị nhìn thấy thế này, tất cả mọi gia đình, hiếm có gia đình nào có một cái phước mà ta nối kết cái phước thiện này với nhau nó lâu dài. Có êm ấm đó, rồi có những cái đó nó khổ đau nó đi kèm được. Là bởi vì nó đâu có cái phước mà nó nói đến vậy, cho nên là nó đi, nó dậy, nó lên dậy, nó xuống dậy, lên dậy. Cho nên người ta yêu thương nhau đó, rồi người ta cũng làm khốn khổ đời nhau đó. Người ta nâng niu chiều chuộng nhau đó, rồi người ta cũng chà đạp để mà làm tổn thương nhau ở đó. Mà ta trách nhau và lạ lùng thay đó, người ta vẫn khăng khít bên nhau, người ta vẫn thân thiết bên nhau, nhưng người ta vẫn có chút khinh khi và rẻ rúng với nhau. Nó trộn ẩn nhiều thứ, không phải một thứ đâu. Những cái ngóc ngách ở trong tâm của mình, ngóc ngách ở trong tâm của người khác đó, chính mình chưa soi rõ hết mình. Mà người ta không soi rõ hết người ta. Nhưng cái đau khổ của tất cả chúng ta đó là chúng ta đòi hỏi người khác như là chúng ta đã mong chờ, như là chúng ta đó đã phả lên cái hiện thực mà chúng ta đang nối kết đây đó bằng những cái sắc cầu vồng mà do cái ảo tưởng chúng ta tạo ra. Và chúng ta đau khổ không phải vì cái hiện thực của chính cái người đó, nhưng mà vì tất cả những cái ảo ảnh mà chúng ta trùm phủ lên cái đối tượng đó, nó đã tan vỡ rồi và chúng ta không chịu đựng được sự tan vỡ đó. Ai vậy? Ai bày cái trò giấu biển vậy? Xin trả lời, đó là cái tâm tham, cái đầy đủ những cái màu sắc vi tế của nó đã tạo tác nên như vậy. Nhưng chúng ta không nhận ra. Chúng ta chỉ thấy cái gì? Chúng ta chỉ thấy cái tình của mình. Chúng ta chỉ thấy cái tấm lòng của mình. Chúng ta chỉ thấy tất cả những cái mà chúng ta đã đem hết cái cuộc đời của mình đó, chúng ta trải thảm cho người khác đi. Không phải đâu. Chúng ta trải những cái ảo ảnh chúng ta xuống để cho những cái bước chân mơ hồ chúng ta đó dẫm trên đó. Và chúng ta như là một cái kẻ bay bổng vậy, và khi chạm mặt đất chúng ta không chịu đựng được. Cuộc đời chỉ như thế mà. Quả của chúng ta đấy. Mùa này nó có thể trổ ra những cái trái vừa đẹp vừa ngon, nhưng ai cấm nó là trong cái tháng tới đây mưa gió bất hòa đó, thì bề ngoài còn như vậy mà bên trong nó đã úng rồi. Và ai cấm rằng những con sâu có thể đục nó, những con ruồi có thể đục nó, những con ong có thể đục nó. Và cũng không ai cấm rằng với thời tiết như thế nó sẽ rơi rụng một cách tan thương. Và chúng ta không nhận ra, tại vì chúng ta nuôi cái ảo ảnh. Ngay từ khi chúng ta sinh ra trong cái tâm tục sinh và 14 cái sát na đầu tiên của cái tâm hộ kiếp hoạt động đó, 14 cái tâm đó đều lấy chữ tham ái đứng hàng đầu. Đây, đổng tóc này, Ravana này, nó là tham ái.
mà nó tham ái cái gì khi mà nó chỉ là một cái phôi. Tham ái của nó là cái tâm thức của nó, là nó phải bám vào sự sống. Nó muốn sống, giá nào cũng sống. Cho nên cái ác nghiệp mà người ta phá thai đó, người ta không có thể bao giờ tưởng tượng được cái sự khủng khiếp nó khi nó nằm trong cái mà nó bám vào sự sống đây. Và nó đeo đẳng mãi khôn nguôi. Nếu mà chúng ta không biết cách đó thì chúng ta phải trả cái giá này không biết bao nhiêu kiếp. Chừng nào mà những cái chúng sinh này nè, nó được tái sanh làm người, thì đó là nhẹ được một chút. Tại sao nhẹ được một chút vậy? Sao nó không nhẹ hết mà nó nhẹ có một chút thôi? Vì khi chúng ta gieo xuống, chúng ta gieo bằng cái tâm. Và cái chúng sinh này nè, một cái sinh linh bé nhỏ này đây nè, nó chỉ là bị cái tâm ác độc của mình đây nè, nó sáng xuống cho một sinh linh, hai sinh linh, ba sinh linh thôi. Nhưng mà cái lực của nó còn gieo rất nhiều nữa chứ không phải ngừng lại. Và chính vì cái lực đó nó có cái khả năng gieo rất nữa, cho nên cái quả nó không có ngừng lại. Trừ khi mình thấy rõ, biết rõ và nguyện vĩnh viễn không bao giờ gieo rắc cái tâm ác độc này xuống nữa. Còn không nó tiếp tục. Có bao giờ chúng ta hình dung rằng một cái người thầy thuốc lại một đau phủ thủ không? Hàng ngày người ta phá bao nhiêu thai, người ta làm cái công việc đó đến mức độ vô cảm. Thưa quý vị, không phải vô cảm, mà nó đi đến cái mức độ là nó khủng khiếp cho đến độ đó, là nó hình thành nên một cái thói quen mà là một cái tập khí khó thay đổi rồi. Vì người ta coi đó là một nghề nghiệp, một cái công việc, và là một cái kỹ thuật. Có khi người ta hãnh diện vì cái kỹ thuật đó, và chính cái đó đó nó gieo sâu sắc không biết bao nhiêu kiếp. Quý vị thấy tất cả những cái người mà phải ở trong cái đội hành quyết đó, là người ta đó khó mà sống cái tuổi thọ lâu. Mà nếu như mà có cái tuổi thọ lâu đó, nó là khổ thọ, nó không phải là hồng thọ. Có những người ta bị trầm cảm rất lâu, mà ngay khi người ta tổ chức đó là người ta đã tính toán rồi. Cho nên cái người mà cầm cái súng đó không biết rằng trong cái cây súng của mình bắn đây đó là cái viên đạn thật hay viên đạn giả, người ta không biết, nhưng người ta vẫn bị ám ảnh. Thì hỏi chứ, một cái người thầy thuốc mà sáng ra từ sáng tới chiều, ca sáng ca chiều gì đó, là cũng toàn là giết người không thì sao? Thì chúng ta nói đi. Và những ai mà đi tới cái suy nghĩ đó và đi tới cái hành động đó để cho nhà thương mỗi ngày đều có việc làm như thế này, thì đó là một cái ấn tượng không phai, đó là một cái dấu ấn không phai. Cái dấu ấn không phai này không giải được, nó sẽ đi với chúng ta trong nhiều kiếp và nó sẽ tái lập. Cái tái lập của nó đó, trong cái nguyên tắc của nghiệp đó, thể mà mình bung ra với cái lực nào đó thì mình sẽ nhận cái lực bung ngược lại y như vậy và mạnh như vậy. Và nếu mình lặp lại đi lặp lại bao nhiêu lần trong cái động tác này, trong cái suy nghĩ này, thì nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy và nó nối kết. Và nhiều lần sư có nói vậy, là chúng ta sẽ là nạn nhân. Và nạn nhân này phải học đi những cái bài học.
Cho nên khi mà những cái sinh linh bé nhỏ này bị giết đi đó, mà được các cái tôn giáo giải thích cho các cháu hiểu, để các cháu thôi cái nỗi hận trong lòng, cái đau trong lòng, cái câu hỏi tại sao không bao giờ giải thích được. Và khi cháu hiểu rồi, cháu nhẹ nhàng siêu thoát thì nó gỡ cái này ra được. Mới có một phần. Còn cái phần chính nó nằm ở đây, thì chúng ta có nguyện là chấm dứt không? Vấn đề còn lại cũng là mình. Cho nên nhiều lần sư cô đi giảng nhiều nơi, người ta cứ nói như thế này, người ta hiểu nghiệp thế này. Ta nói bây giờ đây là cái người A, đây là người B. Nếu người A này giết người B thì đời sau người B giết lại người A, quê không có vấn đề gì cả, đâu quê được. Tại vì khi mình giết người ta, mình giết bằng tâm sân. Bây giờ hai người giết nhau, nhưng mà cái tâm sân đây hai người đã hết chưa? Hay là khi người A giết người B thì người B hận không nguôi, cho nên là quyết trả thù trở lại. Và người này khi bị giết trong một kiếp khác, không hiểu tại sao nó giết mình, hận thù lại tiếp tục. Như vậy vấn đề chính yếu là gì? Vấn đề chính yếu là chúng ta đã gieo xuống bằng cái tâm gì, và bây giờ chúng ta đã kết thúc chưa? Nếu chúng ta kết thúc cái tâm này thì mọi sự kết thúc. Còn nếu không, chúng ta giải quyết mới có một vấn đề, mới có một phần nhỏ. Khi nó bung ra nó chỉ có một phần nhỏ thôi. Còn nơi đây nè, nơi cái tâm này, cái tâm độc ác này, nó còn tiếp tục bung ra nữa, nó đâu có ngừng. Là như chúng ta hiểu là nó đi đây, nó đi trong rất nhiều kiếp đây, nó đi cho đến khi nào đó mà chúng ta đã thành Phật rồi đó, thì những cái phần quế nhiễm này nó mới hết, cái phần soi sáng chúng ta nó mới mạnh mẽ, nó mới hết được. Cho nên ngày nào mà chúng ta nghĩ như thế này, mình đã là người tốt rồi, sao phải tu? Người tốt là thiện đấy, nhưng thiện trí có chưa? Hay là chỉ là trí thế gian thôi, làm một cái thử nghiệm nhỏ thôi, thì chúng ta biết chúng ta tốt hay không. Bây giờ chúng ta đối với người hôn phối của mình, đối với con cái của mình, chúng ta xứng đáng là một người cha, xứng đáng là một người mẹ, xứng đáng là một người chồng, xứng đáng là một người vợ. Nhưng thử hỏi một cái ngày nào đó, người hôn phối của mình hoặc con cái của mình nó trở mặt lại, mình có bình tĩnh không? Mình có đau khổ không? Mình có xót xa không? Mình có trách móc không? Nếu có thì mình chỉ mới là cái người thiện thôi, chưa phải là người thiện trí. Một cái bài toán thử rất nhỏ, không lớn đâu. Hoặc là bây giờ mình đang làm ăn đồng ra đồng vào dễ dàng, cho nên là mình rất là rộng rãi, việc từ thiện, việc giúp đỡ trong họ tộc, bên vợ họ tộc, bên chồng, rồi đó, tất cả những người khác mình cứu mang dễ dàng, không có vấn đề gì cả, vì tâm mình tốt mà. Nhưng mà thử đó, mình bị một cú lừa tán gia bại sản thôi đó, thì tâm mình sẽ ra sao? Lúc đó mình mới biết mình ở trong cái chừng mực nào của sự phát triển tâm linh. Và xã hội này chúng ta đã từng thấy, có những người ôm cái tài sản rất là lớn, tiếng tâm rất là lớn, cuối đời vào viện dưỡng lão thì ở. Mà một người không phải chỉ có cái tầm cỡ, mà trong một cái gia đình, hay là chỉ là trong một cái khu phố người ta ở đâu. Cái tầm cỡ người ta là ảnh hưởng không những với quốc gia mà quốc tế đi. Mà cái phước người ta cạn rồi đó, ngày cuối đời người ta phải lủi thủi trong cái viện dưỡng lão. Thì lúc đó mình hỏi mình có cần tu không? Vậy lúc đó mình đi con đường nào? Người ta chỉ nhìn thấy đạo Phật,
là một tôn giáo, nhưng người ta không hiểu rằng đạo Phật là một cái chân lý về mặt tâm linh. Mà phần lớn những cái người có bằng cấp ở xã hội đó để tự hào rằng ta là cái người trí thức, và ta nhìn cái đạo Phật như một cái tôn giáo. Cái nhìn đó đã cho thấy rằng đó người ta hồ đồ. Tại sao vậy là gọi là hồ đồ? Người trí thức là cái người chỉ có thể phán đoán sau khi mà mình đã tìm hiểu tận ngọn tận nguồn nó, mình mới dám đưa ra một cái phán đoán. Còn khi mình chưa tìm hiểu hết, mình mới thấy một vài hiện tượng mà mình đưa ra phán đoán, thì người đó không phải là người trí thức. Người có bằng cấp nhưng mà không phải là người trí thức, vì họ nói những lời nói cực kỳ hồ đồ. Mà cái hậu quả của cái sự hồ đồ đó là nó đem đến cho bản thân họ, chứ không phải cho người khác. Người ta không nhìn ra, không nhìn ra thế nào là cái thiện và cái thiện trí trong cái tiến hóa tâm linh của cái đời sống mình. Và đây là con đường vận hành của nghiệp. Chúng ta không thấy rõ vậy đó, thì chúng ta đó không có xác định được. Thứ nhất, hiện tại chúng ta đang ở cái cõi nào, cái cảnh giới nào? Hiện tại chúng ta đang ở cõi dục, và chúng ta đang ở trong cái cõi người. Cõi người là nửa lạc nửa khổ. Cho nên trong cái phần thứ hai này của chúng ta, thì chúng ta đó chia cái theo cái nơi quả tái sanh, mà theo cái nơi nhận quả, theo cái quả nghiệp của cái người này, cách chia chúng ta nó khác. Cái nội dung vẫn là một, nhưng mà cách chia chúng ta khác. Như hồi nãy đó, khi cái lúc mà chúng ta nói về cái nơi theo quả tái sinh đó, thì nếu mà nói về tam giới thì nó có 31 cõi, 31 cõi tất cả. Bây giờ nơi đây đó thì chúng ta xếp nó theo một cách khác, tức là theo cái nơi nhận nghiệp đó, thứ nhất chúng ta đó là nói đến 4 cõi khổ. Cái thứ hai chúng ta nói đến cái cõi mà nửa lạc nửa khổ. Cái thứ ba chúng ta nói đến cõi nhàn, và cái thứ tư chúng ta nói đến cõi nhàn tịnh. Trong 4 cái cõi khổ này đó, nó có 4 hạng người khổ. Chúng ta nhớ cho rõ chữ này nha. Trong kinh nói là 4 hạng người khổ ở trong 4 cõi khổ. 4 hạng người khổ đó, nhất là súc sinh, cái thứ hai là quỷ khổ, cái thứ ba là Atula, và cái thứ tư là hạng người sống trong địa ngục. Tại sao lại gọi là 4 hạng người? Vì như chúng ta biết đó, đây con người ở đây, con người có nửa lạc có nửa khổ đấy. Chỉ cần cái nửa lạc nửa khổ này nó chênh lệch nhau, thì khi thân hoại mạng chung đó, thì con đường tái sanh người ta khác đi. Người ta vẫn là con người, vẫn là con người, nhưng mà cái nửa lạc nửa khổ này nó chênh lệch nhau, thì nó sẽ đi vào trong những cái cõi. Nếu đi xuống con đường thoái đọa này thì nó là cái con đường khổ, đi lên là cái con đường nhàn. Như vậy nó chỉ chênh lệch nhau thôi. Thì tâm chúng ta hằng ngày nó vẫn chênh lệch mà. Nó hằng ngày nó vẫn chênh lệch, chứ không phải gì đợi cho đến khi chúng ta chết rồi chúng ta mới thấy sự chênh lệch đó, mà hằng ngày nó có. Như vậy hằng ngày là trong các cõi này chúng ta có hết. Trong cái sinh hoạt hàng ngày, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng trong cái ăn cái uống mình, nó là hiện hình của bao nhiêu kiếp? Đi nhiều nơi nhìn thấy người ta ăn, có những người ăn hiện rõ cái kiếp sống của người ta trong tiền kiếp. Chúng ta thấy có những cái con thú nó ăn uống như thế nào,
thì có những con người nó cũng có cái bóng dáng đó. Và tất cả những cái thụ hưởng dục lạc trên thế gian này, có ai dám nói rằng trong cái cung cách hưởng thụ của những người này không có yếu tố của cầm thú, không có yếu tố của quỷ? Không có thì làm sao người ta đau khổ được? Không có thì làm sao những nạn nhân trong cảnh đó thấy mình ở trong địa ngục, thấy mình sống với quỷ dữ, thấy mình sống với cái loài cầm thú hạ đẳng? Cái tiền khiên tật này đi chúng ta không biết bao nhiêu kiếp đời. Chúng ta nhớ trong cái pháp cú, khi Đức Phật giảng pháp, mà dưới này nhiều người có những thái độ khác nhau. Thì sau khi Đức Phật giảng pháp xong thì Ngài A Nan mới nói thế này: bạch Đức Thế Tôn, lời của Đức Thế Tôn giảng pháp như là cái tiếng rống của sư tử rền vang, nhưng tại sao những người có cái phước ngồi nghe Đức Phật pháp lại có những cái thái độ rất là lạ lùng? Có người thì cứ nhìn lên trời thế này, có người thì ngồi nhưng mà không bao giờ yên thế này, có người thì cứ phải quay qua rồi phải quay lại, phải làm đủ động tác, có người thì ngủ gục, có người thì chăm chú. Đức Phật nói cái người mà nó ngồi nó hết quay qua bên đây, nó tới quanh qua, bởi vì trong tiền kiếp nó có trên 500 kiếp nó là kiếp khỉ, thành ra cái tiền khiên tật này á nó dẫn đi. Khi người ta có cái phước báo rồi nó dẫn đi theo. Còn cái người mà nó ngồi thế này, tiền kiếp nó đã là trùng ở dưới đất mà, nó đã 500 kiếp nó hình thành một cái thói quen rồi, cho nên cái tay nó ngồi nó không bao giờ nó yên ổn được. Đức Phật đều giải thích đó. Lời giải thích đó nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta đã tạo dựng nó hình thành một cái thói quen, mà cái thói quen này nó đem đến một cái sự sai lệch, thì ta gọi nó là một cái sự tật nguyền hay là một cái cố tật trong cái tâm thức của mình. Đó là gì? Lệch lạc mà mình vẫn hoạt động theo cái lệch lạc, và mình lấy cái lệch lạc đó làm cái đúng, thì đó là sự tật nguyền trong đời sống nội tâm của mình. Đó là cái sự lệch lạc trong cái tâm thức của mình để mình hình thành một cái thói quen về nghiệp rất xấu, khó chữa lắm chứ. Khi mà chúng ta nghe Đức Phật giải thích vậy thì chúng ta hiểu rằng đấy, chúng ta có thể đọc lại nơi mình từ cái cách ăn, cách uống, cách ngủ, cách nghỉ, cách suy nghĩ, cách nói năng, cách ứng xử, cách hành xử. Đặc biệt là trong khi mà thọ hưởng những cái dục lạc thì những cái thói quen tiền kiếp này, tốt cũng như xấu, đều hiện hình. Nhưng chúng ta đọc được cái thông điệp đó để thấy rõ mình đã hình thành từng bước trong nhiều kiếp ra sao hay không, thì đó là cái bài học của riêng mình. Và không có ai giáo dục mình được đâu, không có ai dạy dỗ mình được đâu. Mình là người duy nhất đó là phải dạy dỗ chính mình. Mình hiểu biết đến đâu thì mình dạy giáo dục mình đến đó. Không có ai giáo dục mình được đâu. Tất cả những cái sự giáo dục trong xã hội này, từ trường học cho đến gia đình, cho đến sách vở, cho đến những cái mà chúng ta kinh nghiệm sống, nó chỉ là những cái lớp da thịt bồi đắp lên một khung xương mà thôi. Còn tất cả những cái khung xương đó để định hình này này hết sức là khó thay đổi, mà nó chính là cái thói quen, chính là cái tính cách, nó chính là cái tính tình, nó chính là cái khuynh hướng, nó chính là cái thị hiếu của mình. Mà mình nhận ra không? Nếu mình nhận ra được thì chính mình là cái người sẽ tu bổ cho cái bộ xương này. Còn tất cả những cái giáo dục bên ngoài nó chỉ là đắp thêm da thịt, khi mập, khi ốm, khi tươi, khi héo mà thôi, không làm gì được cả. Tự mình không sửa đổi, tự mình không thay đổi, không có ai có thể giúp mình thay đổi được.
tất cả chúng ta nghe đều hiểu, nhìn đều biết, nhưng chúng ta nói đó là chuyện của người khác. Biết cho vui, biết cho đề phòng những cái bên ngoài, bởi vì chúng ta chưa thấy cái bên trong của mình. Khi nào chúng ta thấy bên trong của mình thì chúng ta mới sửa đổi từ bên trong, và chúng ta mới mắng lại cái khung xương tật nguyền của mình. Còn khi nào chúng ta chưa thấy, chúng ta vẫn thấy khung xương này đúng là của mình, không có gì phải thay đổi cả. Vì chúng ta sống ở đời cho nên chúng ta phải thêm da thịt để cho mọi người dễ nhìn, dễ tiếp nhận mà thôi. Còn khung xương này ta không thay đổi. Như vậy ai giáo dục mình? Không có ai giáo dục mình cả. Chỉ có mình mới giáo dục mình thôi. Mà mình thấy biết đến đâu thì mình giáo dục mình đến đó. Như vậy trong cái đời sống chúng ta quân tập cái gì? Điều thiện này chúng ta quân tập nhiều lắm rồi. Đây là một cái thói quen tốt, đây là một cái khuynh hướng tốt, chúng ta mới được làm người. Vì chúng ta sinh ra làm người đó, có người nhị nhân và có người tam nhân. Do đó đó, thì khi mà chúng ta phân á, nơi cái quả nghiệp này đó, để mà chúng ta nhìn như thế này, rồi chúng ta hiểu biết. Và khi chúng ta đã bày tỏ một cái tình cảm với cái người thân đó, quá cố của mình á, chúng ta hỏi họ đi về đâu. Và bây giờ chúng ta là người, là người đây, là nửa lạc nửa khổ đây, là chúng ta con người đây. Và con người này đa dạng lắm nha. Rồi chúng ta sẽ học tới cái con người này, xem nó có bao nhiêu dạng, bao nhiêu loại, nó xuất hiện trong cuộc đời này. Chứ nó không có một cách tổng quát là đây là người nam, đây là người nữ đâu. Nó chưa có tổng quát đến cái mức độ đó, mà nó phải chia ly ra. Như vậy cái cõi của con người là nửa lạc nửa khổ. Cõi nhàn này đó gồm 6 cõi: chư thiên, dục giới. Và cõi nhàn tịnh này chúng ta chia ra có 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Thì đó là gọi là cõi nhàn tịnh. Khi chúng ta chia ra các cái cõi như thế này đó, bây giờ sư cô nói cái cách mà của sư cô trình bày đó, là như chúng ta biết đó, là cái đạo Phật đó nói nhiều đến con người, chú tâm đến những đời con người, không chú tâm đến những cảnh giới khác. Lý do tại sao? Vì cái cõi người này nè, nó có điều kiện để học Pháp. Chỉ có cõi người đó mới có những chúng sinh xuất gia được, và nơi đây mới có giảng Pháp được. Chư thiên 6 cõi dục giới này muốn nghe Pháp phải về cõi người. Ngay cả những bậc chư thiên mà ở trên cõi trời sắc giới, vô sắc giới, thì họ cũng tu cái mà họ đã từng tu. Khi mà Đức Phật đến cái cung trời Đao Lợi là một trong những cái cung trời của cõi chư thiên dục giới, thì những chư thiên ở cõi khác đến nghe Pháp ở đây. Và chỉ có Đức Phật mới lên đây giảng Pháp được, ngoài ra người ta không có lên được. Cho nên là cái lấy cái cõi người này làm cái chuẩn này. Vì vậy khi mà chúng ta học thì chúng ta học cái tâm của con người, cái hoạt động tâm con người để tạo tác và đưa con người đó lên cái cõi tiến hóa, hay là đưa xuống sự thoái đọa. Thì đây cũng là người trong 31 cõi. Người có phước và hưởng phước ở cái cõi nhàn là hưởng phước thường tiến. Phước tịnh này đó là nó có tu, nó tu thiền định, cho nên là nó vừa hưởng cái phước, mà cái phước đó là coi như trong sạch hơn là cái phước hữu lậu của chư thiên ở cõi dục đây. Phước này lớn hơn. Và khi mà chúng ta nói đến 4 hạng người: súc sinh, quỷ khổ, Atula, địa ngục, thì đây là những cái mà các cái chú giải người ta phát họa lại những điều Đức Phật nói. Và chính các cõi chư thiên này, khi mà chúng ta học về cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới đó,
thì chúng ta phải học cái cách tu nhiều hơn, chứ không nói đến cái thế giới hưởng lạc này nhiều hơn. Do đó mà khi trình bày hoặc là khi chúng ta học về di diệu pháp đó, thì chúng ta học về cái tâm của cái con người nhiều hơn, bởi vì đây là cái lợi ích thiết thực. Nên Đức Phật cũng đã từng nói rằng, này chư tỳ kheo, lá trong rừng nhiều hay lá ở trong nắm tay của Thế Tôn nhiều? Thành ra cái sự hiểu biết của Đức Phật đó là nó như là đi suốt trong tam giới, không có cái chỗ nào, một cái ngóc ngách nào trong tam giới mà trí tuệ Đức Phật không soi sáng được hết. Nhưng mà Đức Phật không phải là cái người muốn giải thích tất cả, mà Đức Phật chỉ cho một cái nắm lá cho chúng sinh ở cõi người đây sử dụng cái nắm lá này là hết bệnh đủ rồi. Khi mình hết bệnh rồi, mình muốn đi chu du ở đâu là chuyện của mình. Cho nên ít quan tâm tới mình. Khi mà cái Phật giáo mở rộng ra, gọi là Mahayana, mở rộng ra, thì người ta đi vào những cái cõi này nhiều hơn. Người ta tìm hiểu, người ta đi vào cõi này nhiều hơn. Cái lợi ích của nó thì không nhiều, nhưng mà nó đẩy con người ta đi vào cái ảo ảnh nhiều hơn. Cũng như bây giờ mình đang ở trong cái nhà mình nè, cái hoàn cảnh của mình nè, nồi cơm, sự chi xài cái bữa ăn của mình ra sao mình biết rồi. Mình làm sao mình sử dụng cái đồng tiền mình có trong tay để cái bữa ăn trong gia đình của mình có sức khỏe, mà mọi người đều có thể là vui vẻ để mà làm việc. Cái này mới là cái đích thực đây. Chứ chúng ta không ngồi đây để chúng ta nói rằng người Mỹ hàng ngày họ ăn cái gì, người Nhật họ ăn cái gì, người Campuchia họ ăn cái gì, người Pháp, người Ý họ ăn cái gì. Chuyện họ ăn cái gì là chuyện của họ. Mình tìm đến để chảy nước miếng hay để làm gì? Ra Đức Phật nói là chúng ta trong cõi người thì chúng ta làm sao đó mà chúng ta thoát khỏi cái nửa đau khổ của mình là đủ rồi. Như vậy hằng ngày chúng ta là cái người phải làm cho cái gia đình của chúng ta được đầy đủ, được có sức khỏe, đây là cái chuyện chánh yếu. Còn cái chuyện chung quanh người ta ăn thế nào là chuyện của người ta, đó là phước báo của người ta, mình không cần thiết phải làm điều đó. Cho nên sư cô nói cái điều này để làm chi? Để khi mà giảng về các cái cõi này thì cái cõi mà gọi là nhàn tịnh đó, tức là thuộc về sắc giới, vô sắc giới, thì khi chúng ta học đến đây thì cái cách chủ yếu của sư cô là phân tích về cái tìm hiểu về cái sự tu tập của những vị này và cái tâm của vị này ra sao, chứ không phải cảnh giới là quan trọng. Cũng như khi mình học về cái ví dụ pháp này để mình học về tâm con người nó nửa lạc nửa khổ, thì cái khổ này nó là nhân gì, nhân tham, nhân sân, nhân si, và cái an vui hạnh phúc này á là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Chúng ta hiểu vậy để chúng ta gieo cái hạt giống gì, chúng ta trồng cái cây gì. Mà cái hạt giống, cái cây trồng đó chúng ta đã có trữ sẵn trong kho mình rồi, bây giờ lúc lấy ra gieo chúng ta có lấy lộn nữa không? Vấn đề là sáng suốt rồi mình có lấy lộn nữa hay không? Để mình hiểu rằng khi mình gieo nhầm một cái hạt giống thì con đường đi của mình nó mênh mông như thế nào. Và khi chúng ta thấy những cái hạng người mà sanh ra trong những cái cõi thoái đọa này đó, chúng ta sẽ coi họ sống bao nhiêu kiếp, để chúng ta hiểu rằng cái tâm tối nó dẫn chúng ta đi trong cái đọa đài không thấy đường ra. Vậy thì chúng ta hỏi mình có nên chấm dứt cái sự sai lạc của mình hay không, hay là chúng ta cam tâm mà làm nô lệ cho nó để tiếp tục cái cuộc đời tâm tối của mình. Thì chúng ta hay dùng hai cái từ ngữ, cái từ thứ nhất là chúng ta nói là các cái cõi khổ, thì trong cái từ Pali của nó là Dukkha Ti Bu Mi, còn cái từ mà đọa xứ là Apaya Bu Mi. Thì hai cái từ này đó là nó có những cái điểm giống nhau và nó cũng có cái điểm nó khác nhau chút thôi nè. Là khi mình nói cái đọa xứ là nó như thế này,
là đây con người là nửa lạc và nửa khổ. Thì cái đọa xứ là con người ta không còn ở cõi người nữa mà nó xuống thấp hơn cái cõi người, thì tức đó là bốn cõi khổ. Thì cái đọa xứ nó có nghĩa là như vậy. Cái nghĩa chung tổng quát như vậy là nó, cái người này đó, cái người này được làm người rồi, bây giờ tái sanh xuống những cái cõi mà thấp kém hơn con người, thì cái cõi đó gọi là cái cõi thoái đọa, hay còn gọi là đọa xứ. Xứ là cái nơi mà người ta phải xa xuống một cái đời sống mà phải nói là hết sức là thấp kém. Vì bản thân người ta khi cái suy nghĩ khởi lên, khi cái lời nói khởi lên, khi cái hành vi người ta tạo tác ra đó, vốn nó đã thấp hèn, vốn nó đã đê tiện, cho nên đó, người ta phải rơi vào trong những cái cõi mà nó không còn nửa lạc nửa khổ như con người nữa. Đừng nói chi tới cái cõi nhàn hoặc là nhàn tịnh của các cõi chư thiên. Đó đó, nó xa lầy rồi, nó xuống thấp rồi. Thì cái đó gọi là cái đọa xứ. Khi mình nói đấy, các cái cõi khổ, bốn cái cõi nào khổ này, có nghĩa là bất cứ chúng sinh nào mà đi đầu thai, đi tái sanh trong bốn cõi này thì chỉ có khổ với khổ mà thôi. Nó không như con người đó là nửa lạc nửa khổ, mà nó chỉ có khổ mà thôi. Ra mới nói là đọa đời trong bốn cõi khổ. Và đây nè, nói rõ thêm để chúng ta nhận định này. Khi chúng ta đau khổ mà nói nó, cái tâm mình nó dẫn đi đến cái chỗ tâm tối, cái chỗ mà nó tuyệt vọng đến cùng cực đó rồi. Và giờ khi người ta đi tới cái cùng đường đó thì người ta hủy hoại đi, không còn đi được nữa. Thì tất cả những cái hành động hủy hoại đó, khi con người ta đau khổ là người ta đã rơi xuống cái chỗ mà coi như là tâm tối rồi. Mà bây giờ nó đi tới cùng tột để hủy hoại nữa thì cái đọa xứ nhất định thể hiện ra. Đọa xứ trong cấp độ nào thì còn tùy, tùy cái tâm và tùy cái phước mà chúng ta đã từng gieo trồng. Thành ra tất cả những cái hành vi mà tự hủy hoại mình hoặc hủy hoại người khác, tất cả những chúng sinh khác, đều là những cái hành vi đi vào con đường thoái đọa. Và cái đọa xứ đó là cái chỗ mà để cho những cái tâm quế nhiễm thuộc về tham sân si của mình đó, nó có cái cơ hội nó hiển lộ nhiều hơn. Và khi đó một cái người hành động hoặc là chúng sinh mà ta hành động để người ta đi đến cái con đường thoái đọa đó, người ta hành động bằng tham sân và si. Và tham sân si này nó đi ở ba cấp độ như chúng ta biết. Cấp độ nó mới khởi lên. Cấp độ nó khởi lên. Cấp độ thứ hai là nó độc. Cấp độ độc. Và cấp độ thứ ba của nó là cấp độ ác. Tất cả nó đều đi như thế. Nó có ba cấp độ. Thì như vậy đó, tất cả những cái hành vi mà đưa cho người ta đi rơi xuống cái thái đọa thì đầu tiên là những cái tâm thuộc về tham sân si nó phải xuất hiện trong tâm của mình, là cái cấp độ đầu tiên để đi vào đây. Nó không còn ở cái mức độ mà thiện và thiện trí nữa, nó rơi vào đây. Nó rơi vào đây đó, tùy theo cái độc mà nó rơi xuống, tùy theo cái ác mà nó rơi xuống. Như vậy con đường đi xuống các đọa xứ đi bằng những tâm có nhân bất thiện là tham sân si ở ba cấp độ khởi sinh, cấp độ độc và cấp độ ác, đi rõ ràng. Nó giống như là chúng ta đó, buông rơi một cái vật thì nó sẽ rơi xuống theo cái cấp độ nặng của nó mà nó rơi xuống, nó đi xuống như thế này. Thì đó là con đường thoái đọa. Cho nên là trong cái ngôn ngữ của người Việt mình đó, mình có nói là những kẻ sống xa đọa. Ngay từ cái hiện kiếp này đó, trong khi người ta thọ hưởng dục lạc đó,
thì cái cách thọ hưởng, cái con đường thọ hưởng, cái đối tượng thọ hưởng của họ là con đường của sa đọa, con đường của thoái đọa. Thấy rõ ràng không khi nào con người ta tích cực siêng năng để tạo tác những cái điều tốt đẹp trong chuyện hành giới mà người ta có thể đi đúng con đường thoái đọa cả. Mà tất cả những con đường thoái đọa phần lớn nằm trong cái sự thọ hưởng dục lạc, không thể đi ra cái này khác. Tất cả các cái cách, các cái đối tượng, các cái đường hướng mà đi đến thọ hưởng dục lạc của chúng sinh trong cõi dục này, nó cũng đi theo những cái cấp độ của nó mà nó tạo tác lên cái sự sa đọa trong hiện kiếp và thoái đọa sau khi đã thân hoại mạng chung. Ví dụ như hàng ngày người ta nghiện bất cứ một cái gì đó thì cái đó là gì? Cái đó là hàng ngày người ta để cho cái tâm si nó khởi sanh. Và cái tâm si nó khởi sanh nó càng lúc nó càng nặng, càng lúc càng nặng. Thì khi mà người ta chỉ si không thôi mà ta thân hoại mạng chung thì chúng ta thấy là người ta đã đọa rồi. Và cái con đường mà nhẹ nhất của người này đó, khi không có tạo một cái ác nghiệp nào nữa hết á, con đường đó là con đường súc sanh thấy rõ. Mà trong cái hàng súc sanh mà trùng trùng điệp điệp như vậy thì loại súc sanh nào đần độn nhất có mặt những kẻ nghiện ở nơi đó? Đó là cái sự thật mà ta không nghĩ ra. Có lần sư cô nói trong cái lớp này rồi, bởi vì đây nó là cái chuyện thật cho nên là nó làm cho mình không có quên được. Thì ông này có vợ có con, vợ thì buôn bán ngoài chợ, sáng là ông chỉ chở đồ ra thôi thì lấy tiền công, rồi cả ngày đó là chỉ là uống rượu mà thôi. Thì khi mà vợ mua gạo về thì cũng bán gạo, mà vợ hết mua gạo rồi thì bán lấy nồi niêu son chảo đó, bán ve chai dao kéo rồi bán hết đồ đạc trong nhà, cái gì có thể bán được là bán sạch hết, đến đổi cái giường ngủ cũng không còn để mà uống rượu. Rồi sau đó hết đồ bán rồi thì tháo tôn ở trên cái mái nhà đó, trèo lên tháo xuống bán uống rượu. Nghĩa là tất cả cái gì có thể bán được thì bán. Rồi bây giờ mấy mẹ con đó, rồi coi như là sáng đó là mấy đứa nhỏ đó là đi tự đi học lấy một mình, học tiểu học mà, tự học lấy một mình rồi về ghé chợ đó là mẹ cho ăn. Rồi tối đó ngủ ở trên đó, ở ngoài chợ luôn, không có về nhà. Rồi mấy người hàng xóm người ta khuyên quá cũng không được. Thì ông nói là khi mà ông không còn cái gì để uống nữa thì ông sẽ nhảy xuống giếng chết. Và chính xác như vậy, sau đó ông nhảy xuống giếng chết. Và người ta tưởng rằng người ta chết là người ta có thể chấm dứt mọi cái sự sai trái người ta. Không, nó là cái cấp độ của sự thoái đọa để đi xuống nữa. Là nó hủy hoại luôn cái thân của nó. Thì như chúng ta biết đó, cái sự hủy hoại này nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cứ đứng trên cái giếng đó mà nhảy xuống, nó quá xanh, đứng trên cái giếng nó nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống, không biết bao nhiêu lần và không biết bao nhiêu lâu. Mình thấy con đường thoái đọa chưa? Cho nên á, mình đây đó lạ lùng cái là mình thương quá nhiều người mà mình chưa bao giờ thương cái huệ mạng của mình hết. Nếu mình thương cái huệ mạng của mình á, mình tránh xa con đường thoái đọa. Nhưng mà mình đi thương người khác không à. Và khi mình thương người khác á, mình sẵn sàng thoái đọa. Sẵn sàng thoái đọa để mà hiển lộ cái tình thương của mình đến người khác. Cái đó là sự tâm tối, đó là sự mù quáng. Đó là cái ái dục của mình, chứ không phải đích thực là một cái tình thương. Mình có thương mình không hỏi đi. Nó có nha. Cho nó ăn nè, cho nó mặc nè. Nó muốn hưởng gì cho nó hưởng đó. Thương nhất là cái chuyện nó hưởng. Muốn hưởng gì là cung cấp đầy đủ cho nó hết. Nhưng chúng ta nuôi nó để thoái đọa hay nuôi nó để tiến hóa? Quý vị dày dở cái quyển mà ngã quỷ sự ra coi.
Thì cái bài Ngạ Quỷ Sự đầu tiên đó là nói về phước điền quỷ sự. Thì trong đó đó có một cái gia đình đại phú hộ, tức là giàu kinh khủng đó. Hai vợ chồng có một đứa con trai duy nhất thôi. Thì hai ông bà mới nói vậy: giả dụ như con mình đó mà một ngày đó, nó xài 1.000 đồng tiền vàng, thì nó xài đó cho đến mấy kiếp nó vẫn chưa hết cái tiền này. Vậy tại sao mình phải bắt con mình nó đi học chi cho cực khổ rồi? Mà nhất là một cái nghề nghiệp gì đó để làm thì lại càng phi lý nữa. Bây giờ mình làm cực khổ quá thì con mình hưởng là đúng rồi. Cho nên là nuôi cái đứa nhỏ lớn lên trong sự hưởng thụ. Bây giờ hưởng cho hết chứ, kiếp này nó hưởng còn chưa hết, rồi mấy kiếp nữa nó hưởng chưa hết, rồi tại sao bây giờ không cho nó hưởng? Hiểu không? Thì cho nó hưởng, đến khi nó lớn chút nữa nó kiếm người về hưởng chung, thì cùng vợ cũng hưởng, chồng cũng hưởng, hợp tác nhau để mà hưởng. Rồi khi cha mẹ chết rồi thì cha mẹ đinh ninh rằng đó, với cái tiền như thế này thì nó mấy kiếp nó chưa hết, mà huống chi có một kiếp thì nghĩa lý gì. Nhưng mà con người ta nó khi đi vào cái con đường hưởng thụ đó là nó khôn cùng. Cái lòng khao khát, cái sự thọ hưởng người ta không biết ở đâu là cái điểm dừng cả. Hôm nay người ta thấy cái đỉnh của sự thọ hưởng là đây, ngày mai người ta nâng cấp, ngày mốt ta nâng cấp lên hoài. Cho nên á, vợ chồng á, hưởng thụ chưa đủ còn phải bạn bè ít chưa muốn, bạn bè phải nhiều. Và hưởng thụ một loại không chưa đủ thì nó phải tạo tác ra nhiều loại, bởi vì nó có nhiều người. Thì cuối cùng á là nó tán gia bại sản và phải đi ở trong những cái ngôi nhà mà trước đây đó là cái gia đình này tài trợ cho. Rồi đến khi đó một hôm nó gặp một cái toán cướp đi nghe, nó thấy người này đi ăn mày, nó mới nói: ủa, tại sao thanh niên khỏe mạnh thế này mà đi ăn mày? Không nên như vậy, đi làm việc với tụi tao. Thì cái người này mới hỏi: làm việc gì mới được? Thì đi ăn trộm ăn cướp nhà người ta chứ đi làm gì? Nó nói: ăn trộm ăn cướp là cái gì? Không biết cái trộm cướp là gì hết. Thì nó nói: dễ, bây giờ mày chỉ có cái việc đó là khi mày đi với tụi tao đó, thì tao phát cho mày một cây, cái cây tầm vong lớn rồi nè, mày chỉ việc đứng chặn ngay cái cửa ra vào đó, còn tụi tao vô trong lấy gì lấy, hỡi ai mà không phải là trong cái nhóm mày mình á thì mày đập cho tới chết thôi. Chuyện của mày có nhiêu đó, là trộm cướp là có nhiêu đó thôi, mày làm đi. Thì người này thấy nó cũng dễ, đâu có nhiều khó đâu, nó chỉ gì sao thì làm vậy. Vậy thì cái người này mới là đứng đó cầm cái cây, rồi khi mà nó phát giác ra thì chạy hết, nhưng nó đâu có biết chạy, tại vì nó được chỉ định cho nó là đứng cầm cái cây đó, hay thấy người lạ là quánh, còn người quen là thôi. Còn lúc mà tụi nó chạy tháo thân là nó không có kêu thằng này chạy. Cho nên là ông này trong ta cứ đứng cầm cái cây đó hoài, đến khi chủ nhà nó chạy ra, nó rượt ra, nó mới nói là cái thằng này chính là đồng bọn của cái lũ ăn cướp, bắt trói nó lại. Thì ông này mới lấy cây đập người ta, nhưng mà đập làm sao lợi, gia đình của người ta ra mà, cho nên người ta bắt, người ta trói vô lại. Rồi sau cùng đó là mới bị gông cổ lại, rồi mới bị đưa ra để mà đi xử tội. Nhưng mà hồi xưa đó, mà những cái việc mà tạo thành những cái băng ăn cướp như vậy đó, mà vua quan mà bắt được đó thì nó chỉ có tử hình thôi. Trộm mà nhỏ nhỏ, trộm mà giặt giặt đó, thì nó khắc lên trán. Còn hả, thành đoàn, thành nhóm mà đi ăn cướp vậy là bắt người nào là tử hình người đó. Thì cái người này nè, cái khi mà bị gông cổ đưa đi để tử hình thì có một cái cô gái Lầu Xanh, cô đứng trên cái lầu cao, cô nhìn xuống, cô ngạc nhiên khi thấy cái người này. Tại vì tại cái chốn ăn chơi này đó, là cái người này đó ra vào và chi tiền như nước, không phải một mình mà đi với bè với bạn thì đâu có xa lạ gì đâu. Cho nên cô này xúc động, cô này thấy quá tội nghiệp đi. Tại sao mà từ một cái người mà xài tiền như vậy bây giờ lại đi ăn cướp như vậy? Thì cô ấy mới dùng tiền bạc của cô
cổ mới mua chuộc. Và cổ mới nói vậy nè, à, trước khi đi vào tử hình đó, thì cho cổ xin một cái ân huệ đó, là tiền đây cổ đưa, phần nào cổ cho người ta cho, phần nào cổ nói là mua cho người này đó một ít bánh ngọt và một cái ly nước cho ngon để cho người này uống trước khi người này chết. Thì những cái người lính đó họ làm như vậy tại họ thấy cũng không có cái gì sai luật, cho nên họ dám làm. Thì khi đó đó có một cái vị Phật độc giác quán thấy là cái giờ phút này có thể cứu giùm cho cái người này một chút, cho nên là vị này mới dùng thần thông mới xuất hiện. Thì trong lúc những người này đang ngừng lại mới nói với cái người tử tù đó, bây giờ đây là cái ân huệ cuối cùng, ông được ăn những cái bánh ngọt này và được uống một cái ly nước ngon này, hãy uống đi. Thì cái người này suy nghĩ vậy, ăn làm gì nữa, chết rồi ăn làm gì nữa. Thành ra suy nghĩ đó, ngó vòng vòng coi đó, cái này cho ai chứ còn bây giờ mình không có ăn, chết rồi còn ăn gì nữa. Thì tự nhiên là thấy cái vị độc giác đó. Và vị này mới nói vậy nè, bây giờ tôi có ăn nữa tôi cũng không có ích lợi gì hết đó. Xin gói tất cả cái nước uống và thức ăn này cúng dường cái vị sa môn này dùm cho tôi. Đó là cái ước nguyện sau cùng của tôi. Thì khi mà cái những cái vị mà ta canh gác cái tội nhân này đó, người ta làm đúng cái nguyện vọng đó, thì cái vị Phật này muốn cho cái người tử tù này được quan hỷ, cho nên là vị này chú nguyện xong rồi ngồi xuống ăn cái bánh ngọt đó và uống cái nước đó cho người này trong tháng. Thì sau khi cái người này bị tử hình xong rồi đó, thì do nhờ một chút phước điền nhỏ đó mà thoát khỏi đó những cái cảnh đọa xứ thấp, mà chỉ tái sanh làm một cái loại quỷ mà trên mặt đất nó gọi là địa cư thiên. Mai mốt mình sẽ học tới cái phần đó. Thành ra nó cũng có một chút phước báo là do nhờ như vậy. Thì chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy trong cái bài kinh nó có nói về nếu như cái người giàu có này, phước đức này mà từ nhỏ nó dùng, từ cái hồi còn trẻ đó, mà cha mẹ hiểu biết giúp cho giúp cho cái đứa con này đó biết đi cúng dường, biết đi làm phước, biết đi học pháp tu tập đó, thì ngay còn cái thời thanh niên nó có thể đắc đạo ở. Mà nếu cái thời mà có như là thanh niên trở đi đó, đi đến trung niên đó mà biết thì vẫn có thể nhập vào dòng thánh. Mà nếu mà cái cuối cuộc đời đó thì cái vị này cũng có thể thành cái người tam nhân. Nhưng giờ hết cả cái cuộc đời chỉ cái thụ hiểm thôi, và ngô nghê để mà đi theo cái bọn ăn cướp mà làm cái điều quấy, cho đến nỗi mà phải đi vào cái chỗ tử hình. Thì chúng ta thấy không, chỉ thọ hưởng mà thôi. Thì khi mà nó hết cái phước báo về cái tài sản mình hưởng được rồi đó, thì nó trơ lại làm cái sự nghèo khổ thật sự về mặt vật chất và cái sự khô cằn về mặt tâm linh. Và một cái hình ảnh đó, mà nó từ trong cái bài kinh này nó đi ra đó, thì chúng ta đó thấy đó, một cái người tiêu biểu chúng ta thấy đó, đó là công tử Bạc Liêu. Thấy rõ chưa? Và bây giờ để lại cái cùng khốn, bởi vì mình đọc trong cái tiểu sử người đó chưa hề dùng cái đồng tiền này để làm từ thiện hay hộ trì cho bất cứ một cái ngôi tâm linh nào. Chưa hề có chuyện đó. Nhưng mà trong cái giới ăn chơi đó thì là một cái người gọi là hào hoa phong nhã, chi tiền không có tiếc nuối. Và cuối cuộc đời đó bồng một cái đứa con nhỏ dễ sữa không có uống. Và cũng gặp một cái người, người này trước đây là vợ của mình mà là một người nghệ sĩ, cho nên là đã tiếp nhận và nuôi dưỡng trong những cái năm tháng nghèo khổ nhất. Và sau thì không biết là tuổi thân tuổi phận thế nào ra đi, rồi cuối cùng cũng chết trong cái nghèo khổ trắng tay. Không có cái người tài xế cũ mà giúp cho một cái chỗ để chôn cất, mua cho cái rương hòm thì không biết phải ra sao. Cho nên một trong những cái kinh hoàng nhất trong cái đời sống của chúng ta là ở chỗ thọ hưởng dục lạc. Chúng ta phải kiểm soát mình từ nơi cái chỗ này. Còn nếu không á, chúng ta chệch choạc một chút thì cái con đường
sa đọa và con đường phái đọa có mặt liền tức thời. Cho nên một trong những cái thọ hưởng mà người ta cảm thấy thích thú nhất đó, là người ta trăng qua. Nói cái chữ trăng qua để cho nó nhẹ nhàng thôi, chứ thật sự đó là sự tà dâm. Thì đó là những cái thỏa hưởng mà thấp hèn nhất, mà dễ đọa lạc nhất. Và đọa lạc này nó cũng đi từng cấp độ. Nếu chúng ta thấy cái tai họa đó nó xảy ra mà nó liên hệ với những người xung quanh như thế nào, đưa đến người ta điên loạn, đưa đến người ta phải tự giận mà chết, đưa đến người ta phải tan tác cuộc đời người ta phải băng hoại cả một cái thế hệ gia đình người ta, thì con đường đọa lạc nó phải con đường thấp nhất. Nhìn đi rồi sẽ thấy chúng sanh ở cõi dục đọa lạc vì dục lạc do mình thọ hưởng. Thọ hưởng quá cái mức. Và chúng sinh ở cõi dục hiếm người biết ngừng lại trong dục lạc của mình, bao giờ cũng nâng cấp dục lạc. Đó là một cái khuynh hướng của chúng sinh ở trong cõi dục, ai cũng có hết. Chỉ khác nhau ở chỗ đó là người thấy được thì điều khiển được, biết được cái điểm dừng, cái chỗ mình cảm thấy như vậy là vừa đủ rồi, thì chúng ta không đọa lạc. Còn nếu không đọa lạc, hãy nhìn những bữa ăn hàng ngày của mình, biết dừng lại không? Nếu biết dừng lại ở chỗ vừa đủ, không đọa lạc, quá một chút là phạm. Phạm từ trong cái tâm ý, phạm một chút thôi. Khi mà chúng ta đi chân thấp chân cao thì cái vai chúng ta sệ qua một chút, đâu phải chỉ có một ngày, đâu phải chỉ có một tháng, nó đau tính theo năm. Mỗi ngày chúng ta ngồi lệch chút xíu, lệch chút xíu thôi, chút xíu thôi, một cái tỷ lệ quá thấp, nhưng nó đi theo ngày tháng năm và như vậy nó lệch hẳn thôi. Thì cái đời sống nội tâm của chúng ta cũng vậy, nó lệch có một chút xíu thôi, không ăn nhầm gì hết, nhưng nó cứ nghiêng lệch và nó đi thế này. Đây là con đường thẳng và nó lệch có chút xíu thôi, rồi nó sẽ đi tiếp cận cái này nè, đi như thế này, rồi từ từ nó mới lan ra xa. Chứ đâu mà nó rẽ luôn vậy thì thấy dễ rồi, còn này nó đi vậy. Lúc đầu nó đi chết một cái góc rất là nhỏ thôi, nó lệch một góc rất nhỏ thôi mà đi. Tâm chúng ta y như vậy, kiểm soát đi, kiểm soát trong cái ăn của mình, trong cái uống của mình, trong những cái gì mà mình có thọ hưởng trong đó, hãy kiểm soát đi. Rồi biết xem á, chúng ta có quá đáng một chút không? Một chút thôi. Quá đáng nhiều thì thấy dễ lắm, quá đáng một chút có không? Kiểm tra đi, rồi nó sẽ nâng cấp lên. Nó đi theo kiếp sống. Thì con đường tu tập chúng ta vậy. Đức Phật đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Thì chúng ta sẽ biết rằng đó, cái sự lệch lạc do cái dòng chảy của những cái nghiệp bất thiện này đây chảy trong tâm thức chúng ta, làm cho cái tâm chúng ta lệch lạc, làm cho con người chúng ta đó nó méo mó, làm cho con người chúng ta tật nguyền về mặt tâm linh mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta vẫn yêu mến nó, chúng ta không có kiểm soát nó. Thành ra chúng ta phải ý thức một điều, tất cả những gì xuất hiện trong tâm của chúng ta chưa phải là mình, mà nó là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Vì trong hằng bao nhiêu kiếp, chúng ta nhân danh cái ta của mình để chúng ta tạo tác nó, và bây giờ nó trở lại ta vẫn ngỡ là ta, nhưng thật sự nó là tâm. Và thật sự rằng khi chúng ta làm những điều sai quấy đó, những cái tâm mà thuộc về huệ mạng chúng ta nó có lên tiếng, nó có máy động trong tâm mình, điều này có hết. Nhưng chúng ta đây đó không có theo sát nó,
Nếu chúng ta theo sát nó, chúng ta thấy nó máy động, chúng ta thấy nó nói, chúng ta hãy lắng nghe nó nói, lắng nghe nó nói nhiều hơn và quan sát rõ hơn, nó sẽ chỉ rõ cho mình để mình tránh đi một chút xíu của sự lệch lạc. Một chút xíu của sự lệch lạc, một chút xíu của sự lệch lạc mà thôi. Và nhiều cái chút xíu đó nó làm nên cái sự tật nguyền trong cái đời sống tâm linh của mình. Mình không tội nghiệp mình sao? Mình thấy một người tật nguyền mình muốn nâng đỡ mà, mình muốn chia sẻ mà, mình thấy thương quá mà. Nhưng mình tật nguyền trong tâm linh mình không thương sao? Cho nên tất cả những cái pháp bất thiện này là sự tật nguyền về mặt tâm linh. Chúng ta nhớ như vậy để chúng ta đó biết cách để thương mình, biết cách để nâng đỡ mình và dẫn dắt mình ra khỏi cái tâm tối của chính mình. Chúng ta học pháp để hiểu, và chúng ta hành trì để thấy rõ, và lòng từ bi chúng ta khởi lên để chúng ta dẫn chúng ta ra khỏi cái khổ cảnh. Còn nếu không, đọa xứ sẽ xuất hiện liền, và trong cái khổ cảnh này nó sẽ có mặt. Như vậy khổ cảnh là những cái hạng người mà khi tái sanh vào các cái cõi khổ này đây nè, súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục, thì khi người ta sống trong cái cảnh giới này, trong cái cõi này, chỉ thấy khổ và khổ mà thôi. Còn cái đọa xứ này đó thì thông thường đó, thì trong kinh có nói đọa xứ này chính là cõi súc sanh. Cõi súc sanh này nó sanh ra bằng bốn cách. Nó có sanh ra bằng thai sanh, bằng noãn sanh, bằng thấp sanh và bằng hóa sanh. Chúng ta sẽ học để thấy cái này. Còn ba cái hạng người khổ là quỷ khổ, Atula, địa ngục. Những hạng này là hóa sanh. Cho nên cái khổ người ta tiếp nối cực kỳ nhanh. Vì đó một sát na nó tử, một sát na hóa sanh là như cũ. Sư cô có giảng trong cái phần giải đáp thắc mắc của cái bài Tám Ngọn Gió Đời đó. Thì sư cô có nói rằng cái khi một cái người đó người ta thắt cổ người ta chết đó, thì trước khi người ta thắt cổ đó người ta suy nghĩ như sao, cái cảm xúc như thế nào. Rồi đến khi người ta buộc cái dây ở trong cần cổ đó, người ta đạp cái ghế ra đó, thì nó siết và cái cảm giác đau đớn cho đến nghẹt thở, và nó căng thẳng cực kỳ đau đớn ra sao. Thì đến cái đỉnh của sự đau đớn rồi thì nó chết, thì nó buông thõng hết toàn bộ ra, không cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng mà liền nói đó hóa sanh lại liền, và nó sẽ khởi sự từ cái lúc bắt đầu mà nghĩ đến cái chuyện tự giận, rồi đến lúc diễn ra cái cảnh tự giận, rồi tự giận chết diễn ra như thế nào, thì nó sẽ y chang như vậy. Y như vậy, và nó tái lập, y tái lập. Khi mà sư cô đến Oregon, sư cô giảng trong cái tỉnh Sáng Ngọc Sơn, cái buổi chiều hôm đó sư cô giảng cái bài pháp là Thiên Đàng Địa Ngục. Thì lần đầu tiên đó là sau khi sư cô giảng xong á, thì có một cái hiện tượng là cái người tự giận đó nhập vào trong cái người khác và nói chuyện với vợ của mình. Sư cô rất là bất ngờ, không nghĩ là cái chuyện kỳ lạ như vậy. Thì hôm đó sau khi sư cô giảng xong rồi đó, thì sư cô có hỏi ai có hỏi gì không, thì không thấy hỏi, cho nên là mới là hồi hướng rồi đi xuống. Thì sư cô mới ngồi lôi cô mới sắp lại đồ đạc của mình. Tại vì trời nó lạnh cho nên mình còn phải mở cái áo lạnh ra, rồi bây giờ phải lấy áo lạnh vô cho nên nó chậm. Thì có một cái cô đó, cổ là quỳ xuống, cô nói sư cô, con có một cái câu hỏi mà con muốn nhờ sư cô giải đáp giùm, mà lúc nãy con không dám hỏi, giờ con hỏi. Sư cô hỏi cô hỏi cái gì?
Cô nói rằng là chồng con chết 6 năm rồi, mà con nó mỗi ngày đó đều tụng sám hối, đều tụng cầu siêu. Con đi công quả trong chùa, con làm phước rất là nhiều. Con hỏi sư cô, vậy chồng con đã siêu chưa? Sư cô mới nói thế này: chồng cô chết thế nào mà cô nói siêu? Cô mới khóc, cô nên tự tử chết. Sư cô hỏi tại sao tự tử, sư cô mới kể ra. Sư cô xin phép không được nói cái điều này. Thì sau khi nghe cổ nói xong rồi đó, thì sư cô hỏi rất lâu, hỏi rất là kỹ. Thì cuối cùng sư cô mới nói này: chồng cô vô tội, tại vì chồng cô bị đẩy đến bước đường cùng, cho nên là mới làm một cái hành động bế tắc như thế. Chứ chồng cô vô tội. Thì cổ mới khóc. Cổ nói sư cô, trình độ học vấn con rất thấp, nhưng mà không biết làm sao đó. Một cái đêm đó là con tụng kinh xong rồi đó, thì con làm thơ. Bây giờ con đọc cho sư cô nghe 4 câu thơ mà con đã làm. Thì cô mới đọc 4 câu thơ. Sư cô mới nói là 4 câu thơ này không phải của cô, cô chép ra đi. Cô lập cái hình mà cô thờ chồng cô đó, cô dán 4 câu thơ này. Vì sư cô có cái hậu ý mà muốn cho cô dán 4 câu thơ đó, để sau này con cô lớn lên đọc 4 câu thơ đó, để biết rằng cha nó vô tội. Thì sư cô mới nói là mỗi ngày đó, đầu tiên cô về cô dán 4 câu thơ đằng sau cái tấm hình. Rồi sau khi cô tụng kinh hồi hướng xong đó, thì cô mới nói chồng cô như thế này: anh ơi, em biết anh vô tội, em biết anh trong sạch, thôi anh đừng oán hận người ta nữa, anh siêu thoát đi, anh tái sanh làm người đi. Ai cũng có quan trái mà, ai cũng có những cái uẩn khúc mà, nhưng anh vô tội là đủ rồi, em hiểu anh rồi. Cô cứ nói như vậy đi, thì chồng cô sẽ mau siêu thoát. Cho nên 4 hạng người khổ này vẫn có mặt trên thế gian này, và vẫn đồng hành với chúng ta trong cái cuộc sống. Chúng ta không thấy biết người ta, nhưng người ta thấy biết mình. Và tất cả những này do mình tạo ra mà. Hoàn cảnh là có thật, sự tấn công, sự kích thích là có thật, vì đó là quả thật của mình. Nhưng mà tất cả đều là do mình. Bao giờ cũng vậy, những cái quả mà bất hạnh nhất nó đều chẹt mình đến cái chỗ đường cùng. Vì khi mình tạo tác ra đó, mình đưa người ta đến bước đường cùng. Nhưng mình không mở được một cái lối ra thì cái đọa xứ xuống thấp hơn nữa. Vì tất cả những cái chúng sanh ở trong những cái cõi khổ đích thực này đây đều tái sanh bằng hóa sanh. Còn cái loài súc sanh này nó 4 loại tái sanh nữa: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Và lần sau thì chúng ta sẽ học tiêu biểu một chút để mà chúng ta hiểu những cái chúng sinh này khi mà nó xuất hiện trên thế gian này nó sống ra sao. Mà nó đa dạng lắm, nó nhiều lắm. Tính trong các cõi thì súc sanh là đa dạng nhất. Cho nên cái con đường mà mình đi tới đi lui với súc sanh đó, là con đường giống như nhà hàng xóm đi qua đi lại, dễ lắm. Quý vị có bao giờ tưởng tượng rằng có những người ta suốt ngày đó, người ta chỉ chơi với loài vật đó, người ta gắn bó với loài vật không? Và đó là cái dấu hiệu rất rõ ràng. Người ta đã chọn lựa ngay từ khi người ta còn trong kiếp người, mà sao đến thế giới đó? Quý vị nhìn thấy con cá lớn nó nuốt con cá bé không? Thấy rõ.
Rồi có nhìn thấy là cái con cọp nó ăn thịt tất cả các loại khác không? Thấy không? Vậy thì nó phải luân hồi trong cái chỗ đó để mà nó cấu xé lẫn nhau. Mình là con người đây, mình ăn thịt tất cả các loại chúng sanh, thì mình không đi về chỗ đó để giao hảo là cái gì? Mà nói chữ giao hảo là quá đáng, về đó để mà ân oán với nhau. Nó không rõ thì cái gì rõ hơn? Nó ngày ngày nó trong máu, trong thịt của mình đây. Nó đi ra từ mùi mồ hôi, từ hơi thở của mình đây. Thì nó không nối kết thì nó nối kết cái gì? Quá gần gũi, còn hơn cả chung sống nữa. Bởi vì mình đưa nó vào trong máu, trong thịt, trong hơi thở, trong cái mùi của sự sống, gắn bó đến như vậy. Chúng ta không thấy rõ sao? Đừng nói chuyện tin với không tin, thấy rõ ràng mà. Vậy thì tất cả sự kết nối là do mình. Nếu chúng ta đi ra ngoài phố, chúng ta là người ưa chuộng sách thì chúng ta đến kiểu sách. Chúng ta ưa chuộng cái quán nhậu thì chúng ta đến quán nhậu, quá rõ rồi còn cái gì nữa để bàn. Nhưng chúng ta không chịu tin. Mình tin hay không là chuyện của mình. Còn tất cả nghiệp nó tạo tác ra bằng ý, nối kết nha. Và nó hiển lộ rất rõ ràng. Quả nghiệp của nó cũng rõ ràng luôn. Một cái tin là một cái gì đó có phước báo mới tin đúng được. Còn không có phước báo thì nó cũng tin theo cái đường tà dại của nó mà thôi. Chứ đâu phải cái niềm tin là quyết định tất cả. Trí tuệ mới quyết định tất cả. Niềm tin mà trở thành đức tin là phước báo. Niềm tin mà trở thành á, ra cái chỗ mà gọi là mê tín. Bởi vì tin trong cái chữ Hán nó là tín. Tín có mê tín nè, tín có cuồng tín nè, tín có chánh tín mà. Như vậy khi đức cái tin này, cái niềm tin này có phước, nó thành đức tin. Có phước hơn nữa nó thành chánh tín. Còn nó sẽ không, nó thành mê tín và cuồng tín. Vậy tại sao chúng ta tựa vào đức tin mà chúng ta không tựa vào trí tuệ? Trí thế gian cho chúng ta thấy rõ, biết rõ. Vậy con đường tâm linh đã soi sáng, sao chúng ta không nhận ra? Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều có trí tuệ sáng suốt để nhận ra con đường tiến hóa và con đường thoái hóa của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.